Dự là không còn khó săn vé. Trung tâm chiếu phim quốc gia cắt 50% suất chiếu mai, chuyển sang đào, phở và piano. Năm nay, không thể phủ nhận sức nóng từ phim chiếu rạp Tết, kể đến thời điểm này là Mai và đào, phở và piano. Bên cạnh sự viral của Mai thì chỉ với 10 ngày công chiếu, dù không quảng bá rầm rộ, nhưng đào, phở và piano hiện đã trở thành bộ phim cháy vé nhất. Thậm chí phải nói rằng, săn vé xem phim này còn khó hơn săn vé concert idol, vì chỉ chiếu tại một rạp duy nhất cả nước cùng 18 suất chiếu một ngày. Theo nguồn tin từ báo Lao Động, trước sự quan tâm của công chúng đối với bộ phim Đào, Phở và Piano, ông Vũ Đức Tùng, quyền giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho biết sẽ có sự thay đổi lịch chiếu theo hướng giảm bớt 50% số suất chiếu phim Mai để chuyển sang cho Đào, Phở và Piano. Theo ông Tùng thì từ ngày công chiếu đến nay, nhà cung cấp đã bán được khoảng 5.100 vé phim Đào, Phở và Piano, chiếm 1/3 tổng lượng vé bán ra của rạp. Ông ghi nhận nhu cầu tăng đột biến cho bộ phim này và quyết định thay đổi suất chiếu. Nhiều người hóm hình cho rằng đây chính là cuộc chiến giữa Đào và Mai.